áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta tiếp tục cùng thầy sang một nội dung mới của chương số 4 này, đó chính là công và công suất. Đây là hai khái niệm rất gần gũi với các bạn trong chương trình vật lý trung học cơ sở rồi. Vậy trong chương trình vật lý trung học phổ thông thì khái niệm công và công suất này có gì khác biệt không? Và nếu có khác biệt thì nó được bổ sung và định nghĩa chuyên sâu như thế nào? Các bạn cùng tìm hiểu với thầy luôn. Ok, vậy nói đến khái niệm về công ấy, thì trước khi đi vào khái niệm, các bạn cần phải hiểu rõ cho thầy là khi chúng ta tác dụng một lực lên một vật thì cái tác dụng này này nó có thể là gây nên hoặc cản trở sự giở trở của một vật. Có đúng không ạ? Đấy. Chính vì lý do đó mà chúng ta cần phải tìm một cái đại lượng đặc trưng cho cái tác dụng này. Thì đại lượng đó liên quan đến cái gì? Thì chính là liên quan đến công và công suất mà bài học này các bạn sẽ được tiếp nhận đây. Rồi, ở trong chương trình vật lý trung học cơ sở đấy thì khái niệm công và công suất nó ở mức độ rất là đơn giản và sơ khai. Để cho qua khái niệm công mà có nội dung như là của lớp 8 thì các bạn sẽ khẳng định cho thầy xem quay trong 4 trường hợp dưới đây này mà bài cho chúng ta đây này. Ô tô đang chạy này thì động cơ ô tô sinh công. À, ngày công có một lái xe 50.000 đồng. Đấy. Có công mài sắt có ngày nên kim. Trường hợp thứ tư là công thành tranh toại. Vậy theo các bạn cái trường hợp nào ấy, trường hợp nào mà là trường hợp mà thể hiện khái niệm công đúng với cái nội dung lớp 8 bạn đang học nhỉ? Các bạn đoán được ngay đó chính là trường hợp của số 1 đúng không? Là vì như thầy vừa bảo đấy, phải tác dụng một lực lên một cái vật nào đó thì cái lực này này nó sẽ có tác dụng là gây nên chỉ đây, gây nên hoặc là cản trở sự rời chỗ của vật đúng không? Vậy trong trường hợp này cái lực mà ô tô tác dụng đây này, lực động cơ ấy thì sẽ làm cho ô tô này di chuyển. Ok chưa? Và nó sinh ra một cái công. Đấy. Thì đây là theo khái niệm mà chương trình lớp 8 các bạn được học qua. Đúng chưa ạ? Đấy, lớp 8 nó nói rất đơn giản thôi, là chỉ cần nói là một vật nó chịu tác dụng của một lực và nó sẽ di chuyển theo phương của lực thì ta nói cái lực đấy đấy đã thực hiện một công trên vật đấy thôi. Đúng chưa? Đấy rất là nhẹ nhàng. Ok chưa? Các bạn lưu ý thầy nhá. Và đối với công đấy, các bạn luôn nhớ thầy này, có hai yếu tố chúng ta không thể thiếu được. Một là lực tác dụng, đúng chưa ạ? Hai là độ rời của điểm đặt. Có đúng không? Nếu các bạn đẫn một lực vào mà vật nó còn chưa di chuyển làm sao mà gọi là sinh công được, đúng chưa? Do vậy cái yếu tố về lực tác dụng là một này. Yếu tố thứ hai là yếu tố về độ rời của điểm đặt theo phương của lực đấy. Được chưa? Đây là hai yếu tố mà không thể thiếu khi nói về công nhá. Lực càng lớn, được chưa? Độ rời càng lớn, chắc chắn là công sẽ càng lớn rồi. Tức là các bạn cần phải tốn nhiều công hơn. Các bạn đẩy một cái xe nó chỉ đi được 1 mét, các bạn đẩy một cái xe đi khoảng 10 đến 100 mét thì rõ ràng công các bạn bỏ ra sẽ nhiều hơn không? Tức là cái công sức các bạn bỏ ra đấy, được chưa? Nhưng đây đang nói về sức cơ học nhá. Thế thì không nói về công, đây là một cái gì khái niệm nó mang tính là gì nhỉ? Mang theo ý nghĩa triết học thì không nói đến vấn đề như vậy. Các bạn chỉ cần hiểu cho thầy công mình đang xét đây chủ yếu là công cơ học nhá. Còn đương nhiên là sau này có những trường hợp khác, ví dụ công có một loại lực khác không phải lực cơ học. Ví dụ công có lực điện trường trong chương trình lớp 11 này, đúng chưa? Thì các bạn cũng sẽ được tìm hiểu sau. Còn bây giờ ta cứ gắn liền cho thầy cái khái niệm về công rồi đã nhá. Rất là cơ bản thôi, là khi tác dụng một lực F thì vật đã chuyển rời theo hướng của lực một đoạn là S, thì vật đó sẽ cái lực đó sẽ sinh ra công. Và công này nó tính là bằng công thức là gì của lớp 8 này, bằng tích của lực nhân với vector đường đi, có đúng không? Rất nhẹ nhàng, được chưa? Đấy. Nhưng các bạn phải lưu ý thầy này, cái khái niệm này này là các bạn chỉ đang dùng cho chương trình của lớp 8 thôi, là các bạn đang dùng những trường hợp là cái lực F, được chưa? Và cái quãng đường đi ấy là hai cái này là phải cùng hướng với nhau, cùng hướng với nhau nhá, nhớ thầy. Ok chưa? Đấy, đây này, dưới tác dụng của lực F này, khi vật chuyển rời một đoạn S, các bạn thấy không? Theo hướng của lực đấy, phải nhớ là theo hướng của lực nhá. Ví dụ các bạn kéo lực theo phương ngang thì quãng đường nó đi cũng đi theo phương ngang luôn. Thì khi đó bạn xác định được lực, xác định được quãng đường, các bạn nhân lại với nhau là ra được công của lực đấy. Được chưa? Đây là một khái niệm rất là cơ bản của lớp 8 các bạn được học qua. Ok chưa? Nhưng bây giờ lên lớp 10 và chương trình trung học phổ thông ấy, nó sẽ làm rộng hơn cho các bạn, chứ không đơn giản như thế này nữa. Và trước khi đi với khái niệm tổng quát hơn về công thì các bạn trả lời thầy câu hỏi C1 trước nào. Nếu ba ví dụ về lực sinh công. Ồ, cái này rất là thực tế rồi, các bạn lấy trong cuộc sống của thầy. Ba ví dụ về lực sinh công thì nó quá là gì là nhiều trong cuộc sống rồi đúng không? Ví dụ thầy xem nào. Như thầy vừa nói các bạn đấy, các bạn làm gì? Các bạn đẩy một cái xe, được chưa? Nghĩa là các bạn tác dụng lực lên một cái xe thì cái xe nó bắt đầu rời chỗ chưa? Thì khi đó là gì? Là lực đẩy của các bạn sẽ sinh công, đúng chưa nào? Đấy. Hoặc là một số ví dụ khác nào, là các bạn cứ lấy thoải mái thầy. Một vật đang rơi đúng không? À, một vật đang rơi tự do thì cái gì sinh công nhỉ? Nhiều bạn bảo thầy vật đang rơi làm gì có lực nào đâu thầy, mà làm gì có lấy đúng được cái khái niệm về lực sinh công được.
Là không đúng rồi. Là vì sao nhỉ? Cái vật đang rơi tự do ấy, các bạn phải nhớ rằng là gì? Nó luôn chịu tác dụng của trọng lực, đúng không? Trọng lực sinh công, đúng chưa nào? Đấy. Vậy C1 này, lấy thầy một số ví dụ sau. Ví dụ nhất, thầy chọn các bạn đấy, một vật đang rơi, hay là một vật rơi tự do đi, mình học ở các chương trước rồi, đúng không? Rơi tự do thì trọng lực B, đúng không? B sinh công. Đấy. Ok chưa? Rồi, cái gì nhở? Ô tô đang chạy đúng không? Ô tô đang chạy trên đường. Thì sao? Bây giờ ô tô tắt máy. Cái gì sinh công đây? Như bạn bảo thầy là động cơ sinh công, không phải, đã tắt máy rồi sao sinh công được nữa? Bây giờ ô tô mà tắt máy đấy thì nó sẽ sinh ra cái là nó chuyển động chậm. Chuyển động chậm dần. Chuyển động chậm dần này là do lực gì gây ra nhỉ? Lực ma sát, đúng chưa? Như vậy lực ma sát có sinh công không? Thừa sinh công chứ còn gì nữa, nó cản trở chuyển động của vật, đúng chưa ạ? Chuyển động chậm dần. Đấy. Và chuyển động chậm dần này thì đương nhiên là lực ma sát sinh công. Các bạn nhớ nhá, lực ma sát sinh công. Và công trong trường này gọi là công cản ấy, các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau nhé. Rồi, bây giờ trong trường hợp nãy là rơi đúng không? Bây giờ nâng lên, ví dụ nâng lên, ví dụ bạn lấy thì trường hợp đó chính là một cái gì nhỉ? Một cái cần cẩu đúng không? Một cái cần cẩu. Được chưa? Nó nâng một cái khối hàng đúng không? Hoặc là nâng một vật cũng được. Lên một độ cao h từ mặt đất, thấy chưa? Nâng một vật lên độ cao h nhá, được chưa? Thì cái gì sinh công nhỉ? Lực nâng đúng không? Lực nâng của động cơ à, của cần cẩu ấy, được lệnh. Vậy lực nâng này chỉ là sinh công. Đấy, ok chưa? Đấy, nhá, đó chính là câu C1 của các bạn. Rồi, nào, các bạn tiếp tục cùng thầy sang phần số 2, một cái định nghĩa tổng quát hơn, được chưa? Về công nhá. Nào, ví dụ bạn nhìn thấy không? Ở trên hình vẽ các bạn là hình 24.2 có một cái máy kéo đang kéo một cái khúc gỗ này trượt trên đường này bằng một cái sợi dây căng nhá. Lực kéo ép này này nó có nằm dọc theo đường đi không? Không hề đúng không? Mà nó nằm lệch, tức là nằm nghiêng, được chưa? Đi một góc alpha nào đó so với phương nằm ngang. Đây, ví dụ alpha nào đó chẳng hạn, để cho thầy không quan tâm nó góc này bao nhiêu cả. Chỉ biết là nó có góc với phương nằm ngang nhá. Thì chúng ta sẽ phân tích cái lực ép này thành hai thành phần cho thầy. Là hai thành phần này, một thành phần là theo phương ngang, một thành phần là theo phương vuông góc với mặt phẳng nằm ngang. Ok chưa? Thì ta đánh giá được ngay thầy cái vai trò của hai lực này luôn này. Thành phần theo phương nằm ngang ấy, được chưa? Đúng không? Là nó sẽ gì đây? Nó sẽ giúp cho cái vật, cái khối gỗ này trượt dài theo phương ngang. Ta thực hiện được một độ rời theo phương ngang. Còn cái thành phần ép nơ hở này, được chưa? Nó có tác dụng là gì nhỉ? Là nâng cái khối gỗ lên. Nhưng mà các bạn để ý xem trong quá trình chuyển động thì cái lực nâng này nó sẽ không làm khối gỗ này nâng lên khỏi mặt sàn được. Là vì mặt mặt cái khối gỗ này này nó luôn tiếp xúc mặt sàn. Vậy nếu bạn phân tích ra thì công của lực ép này, các bạn tách làm hai công. Công của lực FS là công của lực kéo sang phương ngang và công của lực nâng tinh ra phương thẳng đứng là FN. Thì trong trường này cái nào sinh công khi cái khối gỗ này trượt được một đoạn đường là S hả các bạn? Có đoán được ngay thầy đúng không? Cái nào sinh công nhỉ? Là cái lực FN này nó sẽ không tạo ra sự chuyển rời như mong muốn, đúng chưa? Nên đương nhiên là nó không sinh công, không sinh công, đúng chưa nào? Đúng không? Còn cái thằng FS này, đúng chưa? Lại là thành phần kéo cái gỗ này dọc theo cái hướng chuyển rời là hướng MN, tức là hướng đường đi của các bạn đấy, mà thầy sẽ gọi là hướng của vector đường đi là S nhá, S. Các bạn nhớ thầy thầy sẽ gọi là vector MN là vector S đây này. Ok chưa? Và ta ghi độ dài MN là S, các bạn hiểu luôn thầy. Hướng di chuyển là hướng từ M sang N. Đấy cũng chính là hướng đường đi luôn, mình gọi là vector S cho thầy nhá. Ok chưa? Đấy. Như vậy là gì? Cũng một cái lực F như vậy, sau khi phân tích ra, các bạn thấy là gì? Chỉ có một thành phần sinh công. Đó chính là thành phần FS của các bạn đây. Ok chưa? Và lực này nó hợp với thành phần FS này một góc là alpha. Vậy từ đó bạn suy ra công thức tính công của thầy nào? Áp dụng công thức của lớp 8, đúng không? Là cái F công này này, công của lực F lúc này thì nó lại là bằng công của lực FS, A của FS. Đúng chưa? Là vì cái thằng kia nó có sinh công đâu, thằng AFN này có sinh công đâu mà đưa vào làm gì, đúng chưa nào? Mà A của FS thì các bạn học rồi, nó trong trường hợp này là nó cùng hướng với đường đi, thì lớp 8 các bạn học rồi, lấy lực nhân với quãng đường đi, quãng đường đi là S. Ok chưa? Đúng không? S chính là M nhân N, à M là MN này. Bây giờ bạn dùng hình học các bạn suy được ngay thầy là FS này thì nó chính là bằng lực F đúng không, nhân với cốt của góc kề này là cốt alpha rồi nhân với S. Đấy. Ok chưa? Các bạn sắp xếp lại cho thầy. Các bạn sẽ được ngay thầy công thức tính công là A bằng F nhân với S nhân với cos alpha. Còn nếu các bạn học hình học vector bạn để ý ngay
Nó chính là tích vô hướng của hai vector lực F và vector đường đi. Giờ tích vô hướng nhá. Các bạn học tôi, hai vector A và B này nhân vô hướng với nhau đúng không? Được chưa? Thì bằng độ lớn của vector A nhân độ lớn của vector B và nhân với cos của góc xen giữa của hai vector A và B thì gọi là alpha. Alpha là góc của vector A và vector B. Đấy. Như vậy với cách định nghĩa này thì bạn thấy là gì? Công thức tính công này nó tổng quát hơn cho mọi trường hợp, đúng chưa? Môn tính công chỉ cần xác định cho thầy vector lực, vector đường đi hợp với nhau góc là bao nhiêu và độ lớn của vector lực, độ lớn của vector đường đi là xong ra được ngay câu. Ok chưa? Đấy. Các bạn lưu ý nhá. Rồi, như vậy định nghĩa tổng quát. Khi một lực F không đổi tác dụng lên một vật, được chưa? Và điểm đặt của nó di chuyển được một đoạn là S nhá, theo hướng hợp với hướng của lực một góc là alpha. Nhớ là alpha nha. Thì công của lực, công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức A bằng F nhân S của alpha, mở rộng ra là bằng tích vô hướng của vector lực và vector đường đi, để cho các bạn đơn giản và dễ hiểu. Các bạn nhận thấy không? Cái cos alpha này của chúng ta này, các bạn nhìn vào cái vector này, cái alpha này nó thay đổi được từ 0 này cho đến bao nhiêu nhỉ? Đến 180 độ, tức là sang trường hợp ngược lại với vector đường đi. Ví dụ trường hợp lực ma sát chẳng hạn, đúng không? Lực ma sát luôn luôn ngược chiều với chiều của đường đi, đúng không? Thì khi đó góc hợp bởi của lực ma sát và đường đi là 180 độ ấy. Được chưa? Ok chưa nào? Còn trường hợp mà các bạn kéo nó trùng luôn với đường đi thì góc nó sẽ là bằng 0 độ. Còn trường hợp FN này góc là bằng 90 độ. Vậy tổng quát hơn các bạn thấy ngay là gì? Cái alpha này thay đổi từ 0 đến 180. Mà các bạn để ý thầy cái cốt xem, cốt alpha mà góc từ 0 180 ấy, các bạn học lượng giác sau này sẽ biết là góc nó sẽ thay đổi từ 0 cho đến từ 1 cho đến bao nhiêu? Cho đến trở về âm 1, đúng không? Vì cốt 0 là 1. Còn cos 180 là âm 1, bấm máy tính các bạn biết ngay. Vậy chứng tỏ là gì nhỉ? Cái giá trị của công này, được chưa? Nó có thể âm, đúng không? Nó cũng có thể dương và nó cũng có thể bằng 0. Được chưa? Vậy chứng tỏ nó là một giá trị đại, đại số. Nhớ thầy điều này nha. Ok chưa? Vậy khi nào nó dương? Thì khi cái góc alpha là góc nhọn, nhớ thầy này. Góc alpha là góc nhọn này này thì cos alpha lớn không thì công sẽ là dương. Và công mà dương đấy thì nó gọi là công phát động, tức là nó không cản trở chuyển động mà nó tăng cường chuyển động lên, tăng cường độ rời lên. Nhớ thầy nhá. Đấy. Còn khi alpha bằng 90 độ như là trường hợp của cái lực FN ấy thì cos nó bằng 0 nên không sinh công. Và các bạn nhận dạng luôn cho thầy. Sau này bất kỳ một cái vật nào mà khi tham gia chuyển động ấy mà cái lực của nó ấy mà vuông góc với đường đi thì nó sẽ luôn luôn có công bằng 0. Ví dụ thầy lấy ví dụ cho các bạn như sau này. Các bạn có một cái quả nặng, các bạn treo một sợi dây này. Ok chưa? Sau bạn thả ra thì quả nặng này nó sẽ chuyển động theo một cung cong này này, là một cung tròn đấy. Ok chưa? Đây. Thì các bạn thấy không, là công của lực căng sợi dây lúc này, lực căng sợi dây bạn thấy không, lúc nào nó cũng vuông góc với đường đi này, là vì sao nhở? Cái bán kính đấy thì nó vuông góc với tiếp tuyến, mà tiếp tuyến nhất là cái đường đi của một cái vật nào đó mình đang xét trong trường hợp này, đúng không? Thì bạn thấy không, nó luôn vuông góc, không chỗ nào nó cũng vuông hết. Đây này, các bạn vẽ sang đây cũng vậy thôi, là vì nguyên tắc tiếp tuyến đấy, được chưa? Là một cái độ rời, là một cái vector nó trùng với cái độ rời đi của cái vật thể trong khoảng thời gian các bạn đang xét, thì nó luôn vuông góc với đường đi. Mà luôn góc với đường đi thì đương nhiên là công của lực căng T trong trường hợp này luôn luôn bằng 0. Đấy, đây là một cái ví dụ về cho các bạn trường hợp alpha bằng 90 độ nhá. Nhớ thầy. Ok. Rồi. Như vậy các bạn đã trả lời được cho thầy đúng không? Các câu hỏi ở trong sách giáo khoa cho lúc đầu ấy. Nào. Ở câu hỏi đầu bài học đấy chỉ có hai trường hợp 1 và 3, trong đó cái khái niệm công có nội dung đúng như đã định nghĩa. Đúng không? 1 là gì nhờ? Là ô tô đang chạy thì động cơ ô tô sinh công, đúng, cái là lực tác dụng lên, được chưa? Và lực này sẽ sinh công. Cái số 3 đấy là có công mài sắt có ngày lên kim, đúng không? Thì các bạn mài mòn mãi đấy thì nó cái mương sắt đấy nó cũng trở thành cái kim nho nhỏ, là do đây là công của lực ma sát, được chưa? Đấy, các bạn mài nhiều mà các bạn chuyển hóa tay thành công lực ma sát thì khi đó là gì nhờ? Làm cho cái kim nó bị bào ở cái mương sắt nó bào mòn đi thành cái kim. Thế còn về trong ý nghĩa cuộc sống thì nó sẽ rộng hơn chứ không đơn giản như vậy nhá, lưu ý thầy. Rồi, hai cách nói lực sinh công và lực thực hiện công là tương đương với nhau. Các bạn lưu ý thầy cái thuật ngữ này, không có nhiều bạn lại cứ thắc mắc. Lúc thì bảo đề là bảo là cho lực sinh công, lúc thì bảo là lực thực hiện công. Tóm lại là viết như thế nào thầy, viết thế nào cũng được nha. Nói cho các bạn biết luôn, nó tương đương nhau rồi. Ok chưa? Đấy. Ý số 3, lưu ý số 3 thầy này. Khi một vật tác dụng lực lên một vật khác, điểm đặt của lực đó chuyển rời, thì ta cũng nói vật đó sinh công hoặc thực hiện công. Chỉ cần như vậy thôi, lưu ý thầy nhá. Ok. Rồi, chúng ta đã xong thầy khái niệm về công rồi. Các bạn đi luôn cho thầy khái niệm công suất cho thầy.
được chưa? Phải đánh giá xong rồi nhá, được chưa? Đấy, và góc alpha các bạn có thể hiểu thầy là khi nào thì công công nó là sinh công dương, khi nào nó là sinh công cán rồi. Ok chưa? Các bạn nào mà chưa thắc chưa chưa rõ nhá thì các bạn làm thêm thầy câu hỏi C2 là bạn sẽ hiểu rõ ngay. Này, câu C2 này. Câu C2 của các bạn là yêu cầu là xác định dấu của công A trong những trường hợp sau. Tức là kiểm tra quen nó là công cán hay là công phát động đúng không? Hay là trong trường hợp công nó bằng 0. Tôi nãy thầy mới nói cho các bạn là trường hợp công phát động đúng không? Và công bằng 0 trong trường hợp alpha bằng 90 độ. Thế còn trường hợp mà alpha mà cốt alpha đấy, cốt alpha mà bé hơn 0 đó là trường hợp alpha lớn hơn 0 và bé 180 đấy, gọi là góc tủ ấy. Thì khi đó công nó âm. Công âm này thì đóng vai trò là công cán nhá. Ví dụ như trong hình vẽ này là cho các bạn này, hình 24.4 này. Là một cái ô tô đang leo lên dốc đúng không ạ? Thì nó chỉ có lực kéo của ô tô thì không nói rồi, lực của động cơ ấy. Nhưng bên cạnh đó ta sẽ có một cái lực là trọng lực B này, phân tích làm hai thành phần là thành phần ép cái ô tô này vào mặt nghiêng, đó chính là thành phần BN. Thành phần thứ hai, thành phần kéo ô tô cản trở sự chuyển động của ô tô lên trên là thành phần BS. Như vậy trong trường hợp này BS này đóng vai trò là gì nhỉ? Cản lại đúng không? Cản lại chuyển động của ô tô. Còn nếu trong trường hợp này bạn tính ra lực ma sát nữa thì lại kéo xuống dưới nữa, thêm một lực ma sát kéo xuống dưới nữa. Khi đó bạn để ý này, nó di chuyển từ MN thì vector đường đi là vector MN lại vector S. Còn cái thằng BS này của các bạn này bạn thấy nó hợp với MN góc là bao nhiêu độ? 180 độ không? Thì cos 180 bằng âm 1. Và chứng tỏ là công của thằng BS này nó bị âm. Nó bị âm thì đây là công gì nhỉ? Công cán. Ok chưa? Đấy, các bạn lưu ý thầy nha. Rồi, như vậy trong trường hợp nếu như chúng bạn mà về viết trực tiếp luôn là công của trọng lực B đúng không? Nhân với vector đường đi rồi nhân với cos alpha thì cũng được thôi. Là vì khi đó các bạn thấy là gì? Cái thành phần BN này thì nó công bằng 0 rồi vì nó vuông góc với đường đi, khi đó là bằng 90 độ. Thì công BN bằng 0. Còn công của PS này nó là bị âm, và công BS này nó cũng chính là bằng công của trọng lực B. Là vì trọng lực B này có hai thành phần nhưng một thành phần thì không sinh công rồi, thành phần còn lại sinh công đây này. Ok chưa? Các bạn có thể viết trực tiếp luôn là bằng B nhân với vector đường đi là vector MN. Đấy, độ lớn thầy là B nhân MN nhân với cos góc xen giữa. Thì khi đó alpha trong trường này là alpha là góc tù, là vì là lớn hơn 90 độ. Ok chưa? Thì cốt góc tù nó bị âm, vậy dấu của A nó cũng bị âm, và kết quả nó cũng giống hệt như kết quả bạn lấy PS nhân với MN. Đương nhiên trong trường này có dấu trừ là vì PS này là bị âm nhá. Là vì góc đó là bằng góc 180, bạn mở rộng nha. Nhớ thầy nhá, đó là một cái ví dụ về công âm thôi. Ok chưa? Là công cản trở chuyển động. Đấy, nó hay gọi là công cản. Như vậy câu C2 này các bạn đã hiểu được cái phần dấu rồi, các bạn xác định được ngay cho thầy dấu của công A trong những trường hợp bài cho. Nào, với trường hợp A là công của lực kéo ô tô đúng không? Thì trong trường hợp này là lực kéo nó kéo ô tô lên ở dốc, có nghĩa là lực kéo nó sẽ cái gì nhỉ? Đóng vai trò là lực phát động của các bạn nhỉ? Đó, câu 2 của chúng ta này. Được chưa? Là lúc này là gì nhỉ? Hướng có lực kéo ấy, ép kéo này. Nó hợp với đường đi này. Ok chưa? Đúng không? Một góc là bao nhiêu các bạn nhỉ? Nó kéo giật trượt theo cái đường đi mặt phẳng nghiêng ấy thì góc này bằng 0 này. Đúng không? Đúng chưa? Cái này bằng 0. Thì đương nhiên là gì? Cái này là góc alpha nhá, góc alpha đấy. Bạn suy được ngay thầy là cos alpha. Cos alpha này bằng 1 chứ còn gì nữa? Lớn hơn 0 không? Thì đương nhiên là công A của lực kéo nó cũng sẽ bằng dấu dương. Ok chưa? Đấy, nhớ thầy. Còn đã như trường hợp B nào? Là công của lực ma sát trên đường khi ô tô lên dốc. À, chúng ta có được góc hợp bởi của lực ép ma sát so với vector đường đi S. Nó ngược hướng nhau đúng các bạn nhỉ? Nó là 180 độ. Ok chưa? Thì bạn suy được ngay thầy là cos alpha này nó bằng âm 1. Nó bé hơn 0. Thì trong trường hợp này công của lực ma sát nó sẽ bé hơn 0. Được chưa? Và nó mà trở là công cản nhá. Rồi. Còn trường hợp C của chúng ta này là công của trọng lực của vệ tinh bay vòng quanh trái đất. À, trong trường hợp này này, các bạn thấy là trọng lực ấy, B đấy, có một cái vệ tinh đúng không, khi nó quay tròn xung quanh trái đất đúng không, là chính là lực hấp dẫn đây này, nó luôn vuông góc với đường đi các bạn ạ. Đây ví dụ nó quay thế này là hướng các vận tốc V này. Ok, nhân đi một cái cung S đến đây này, thì trong cái cung này này đúng không, các bạn thấy ngay là gì, là nó luôn luôn vuông góc với đường đi. Ok chưa? Nên đương nhiên là trong trường này công của trọng lực nó bằng 0. Nhớ thầy nhá. Ok chưa? Tức là góc alpha là góc hợp bởi của vector trọng lực B và vector đường đi thì nó bằng 90 độ. Đấy. Bằng 90 độ thì cos 90 nó là bằng 0. Nên đương nhiên là trong trường này công của trọng lực B là bằng 0.
Nhớ thầy. Ok chưa? Rồi, câu D là công của trọng lực khi máy bay cất cánh. À, cái này cũng hay cho phết nhỉ. Yeah. Máy bay cất cánh các bạn để ý thầy xem. Nó như thế nào đây? À, máy bay cất cánh này, khi máy bay cất cánh nhá thì đương nhiên là các bạn thấy là nó sẽ bay dọc theo một cái hướng là hướng gì nhỉ? Hướng nghiêng đúng không? Một hướng nghiêng alpha đó, đây này, câu D các bạn. Đây là đường băng các bạn đúng không? Và khi nó cất cánh này thì máy bay nó sẽ bay dọc theo cái hướng này. Đấy bạn ạ, bay dọc theo hướng này. Ok chưa? Thì bạn quay như máy bay là một cái vật thể thế này đi này. Rồi nó bay hướng theo hướng bay là hướng đường đi đây này. Rồi là hướng vector MN này. Ok chưa? Đấy thì trọng lực P của nó đây các bạn. Đây. Trọng lực P đây. Đúng chưa? Thì góc hợp bởi của nó với đường đi là có alpha này đúng không? Alpha này lớn là bao nhiêu? Alpha này là góc hợp bởi của vector trọng lực P, vector đường đi. Được chưa? Thì nó lớn bao nhiêu độ các bạn nhỉ? Lớn hơn 90 độ. Đúng chưa? Lớn 90 thì đương nhiên là cốt là gì? Cốt là âm rồi. Con alpha bén không? Một con alpha bén không thì đương nhiên là công của trọng lực trong trường hợp này là có dấu là bị gì nhỉ? Bị âm. Nó mà chuẩn là công cán. Ok chưa? Đấy. Là rất nhẹ nhàng chưa? Bạn hiểu được dấu rồi đúng không? Hiểu được tất cả các trường hợp mà công có thể âm, có thể dương và có thể bằng không chưa? Đúng không ạ? Đấy. Rồi chúng ta xong có thể câu C2. Rồi, các bạn đi thêm thầy một cái nội dung nữa chính là đơn vị của công mà nãy thầy chưa nói. Nào đơn vị của công này thì công là bằng lực nhân với đường đi, lực đơn vị là newton, đường đi đơn vị là mét. Vậy công nó có dạng là newton trên mét. Giờ thì newton trên mét ký hiệu là joule. Đây là đơn vị dẫn xuất, các bạn nhớ thầy nha. Ok chưa? Đấy. Và một joule nó chính là bằng một newton trên mét, nhớ thầy. Như vậy joule là công do lực có độ lớn là một newton thực hiện được khi chất điểm của điểm đặt đấy, đấy là của lực chuyển rời được 1 mét theo hướng của lực. Thế thôi nhá, lưu ý thầy. Ok chưa? Rồi. Và phải nhớ thầy là trong các công thức các bạn dùng nãy giờ đấy, là chúng ta cần phải nói rõ thầy là điểm đặt của lực nó di chuyển thẳng nhá, được chưa? Và không đổi trong quá trình chuyển rời đấy. Không có nhiều bạn bảo là nó đi cong đi keo các bạn vẫn làm thế là không được. Chúng ta khi đó làm đấy sẽ phức tạp hơn, cần phải chia nhỏ cái đoạn đường đi ấy ra thành những cái đoạn thẳng, được chưa? Sao cho nó không đổi nhá. Rồi. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong khái niệm về công. Bây giờ chúng ta đi vào cho thầy khái niệm công suất, cũng là khái niệm các bạn được làm quen rồi, đúng không? Chúng ta cùng thầy tìm hiểu khái niệm về công suất nào. Thì các bạn nhớ rằng thầy một điều này. Bây giờ nha, các bạn biết cách tính công rồi không ạ? Đúng không? Bây giờ so sánh với thằng nào, thằng kia, thằng ví dụ có hai thằng đúng không? Hoặc là hai vật cũng được. Nó thực hiện cùng một công như nhau đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là thời gian nó khác nhau, đúng không? Đây. Ví dụ thế này. Có thể có hai vật đúng không ạ? Đúng không? Có hai vật. Có hai vật này. Ok cho hai vật. Bây giờ công nó là như nhau, đúng không? Vật 1 và vật mấy? Và vật 2. Nó đều thực hiện một công, đúng không? Cùng một công như nhau. Ví dụ là công của nó là công 1 này bằng công thằng 2. Ok chưa? Nhưng mà có một cái điều đặc biệt đấy là thời gian lại khác nhau, đúng không? Thời gian thực hiện công. Thời gian thực hiện công thì lại khác nhau. Ví dụ thầy cho là T1 đi, được chưa? Nó lớn T2 chẳng hạn, thôi cứ cho là khác nhau trước nhá. Ok chưa? Đấy. Thì các bạn chắc chắn một điều là gì nhỉ? Thời gian nó khác nhau mà cùng một công thì các bạn sẽ suy ra một điều thầy là cái tốc độ thực hiện công. À, cũng giống như là tốc độ là bằng quãng đường chia cho vận tốc chia thời gian đúng không? Quãng đường trong một đơn vị thời gian. Vậy là trong trường này là dùng cái khái niệm tốc độ là tốc độ gì nhỉ? Tốc độ thực hiện công, đúng chưa? Tốc độ thực hiện công. Tức là thầy tính cái phần công ấy mà thực hiện trong một đơn vị thời gian đấy. Giờ thì gọi là tốc độ thực hiện công, đúng không? Thì tốc độ thực hiện công này là gì nhỉ? Nó sẽ nào? Nhanh chậm khác nhau, đúng không ạ? Nhanh chậm khác nhau. Ok chưa? Đấy. Ví dụ nha, cùng một cần cẩu đúng không? Các bạn cẩu một cái vật nặng lên cao, đúng không? Nhanh hơn một cái gì? Một người nào đó đúng không? Dùng một cái dòng dọc để kéo vật nặng đó lên cao. Ok chưa? Các bạn nhớ thầy nha. Đấy. Thì do vậy là gì? Có thể là cùng một công đúng không? Nhưng mà thời gian hoàn thành để đưa vật lên cao là nó khác nhau. Chính vì lý do đó mà khiến cho cái tốc độ thực hiện công của đối tượng cần cẩu đấy với đối tượng là con người dùng dòng dọc đấy nó cũng sẽ khác nhau. Đúng không? Và thằng nào nhanh hơn? Đương nhiên là thằng cần cẩu rồi, nó thực hiện nhanh hơn đúng không? Ví dụ trong một đơn vị thời gian nó sinh ra nhiều công hơn. Còn người kia đấy thì trong một đơn vị thời gian lại sinh ra ít công hơn. Ok chưa? Đấy thì từ đó đấy, người ta sẽ dùng cái khái niệm công suất để thể hiện được cái tốc độ thực hiện công thôi. Các bạn nhớ nha. Để thể hiện được cái tốc độ thực hiện công. Ok chưa? Đấy, tức là để biểu thị cho nó ấy nhá. Ok chưa? Thì người ta sẽ dùng khái niệm là công suất. Từ đó họ hình thành cái khái niệm công suất.
Hình thành khái niệm là công suất. Ok chưa? Vậy đây các bạn biết cái tính công suất chưa? Tính luôn theo khái niệm của nó luôn là gì? Là công mật thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Ok chưa nào? Là cái hiểu cơ bản nhất. Cho bây giờ định nghĩa về công trong chương trình của chương trình sách cơ bản này. Họ nói bạn là công là lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian, đúng không? Và tiểu xuyên ngay công thức thôi. Cho ta có được ngay là công suất P. Để ra bằng công thực hiện được chia cho khoảng thời gian thực hiện là T. Ok chưa? Như vậy nó là đại lượng đo bằng thương số giữa công A và thời gian T để thực hiện hết cái gì đấy, hết cái công A đó nhá. Ok chưa? Rồi, đơn vị là gì? À, các bạn có đơn vị của công A là joule mà đơn vị của thời gian là giây. Thế là joule trên giây đấy thì người ta sẽ kỷ niệm một nhà báo học nghiên cứu về cái này đó chính là watt. Ký hiệu là V kép nhá, đọc là watt. Như vậy khẳng định luôn thầy, 1 watt để cho nó chính là bằng 1 joule trên giây. Đấy, đương nhiên là còn đơn vị bội nữa cơ, đơn vị bội lên là 1 kW thì bằng 1000 watt. Cứ nhớ là thầy là cứ chữ K hàng trước nhân 1000 thôi. Hoặc là chữ mega đúng không? 1 megawatt thì bằng bao nhiêu? Bằng 10 mũ 6 watt. 10 mũ 6 watt lên cho tới 6 số 0 nhá, vân vân. Được chưa? Tóm lại cái này rất nhẹ nhàng rồi, các bạn nhớ thầy. Ok chưa? Đây. Trong khoảng thời gian T này, công A và dương này thì công suất ký hiệu là chữ P, B nào cũng được nhá. Các bạn nên viết theo chữ B, 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 B hoa một chút để phân biệt với B có trọng lực. Các bạn nhớ thầy nha, nên sách giáo khoa đấy, người ta kêu B hoa cho các bạn này. Tránh cái nhầm lẫn với từ B có trọng lực nha. Được chưa? Nó bằng A chia T. Đơn vị xong rồi, đúng không? Ngoài đơn vị công theo đơn vị là công suất đấy, công suất theo đơn vị là watt đấy, thì người ta còn dùng đơn vị là mã lực. Được chưa? Mã lực đấy thì lại còn tùy từng nước, đúng không? Ví dụ ở nước Pháp đấy, một mã lực đấy thì là 736 watt. Được chưa? Nhưng mà ở nước Anh đấy thì là 746 watt, do vậy cái này nó không thống nhất, nó chỉ là đơn vị mang tính địa phương. Nên các bạn nên dùng theo đơn vị chuẩn quốc tế này trong hệ đơn vị SI. Được chưa? System International, đúng không? Là watt là joule trên giây, dùng theo chuẩn này mà làm thầy nhá. Rồi, các bạn cùng thầy nghiên cứu câu hỏi C3 nào, C3 của các bạn đây. C3. So sánh công suất, được chưa? Của các máy sau, của cái cần cẩu này nâng mực vật là 800 kg lên cao 5m trong bao nhiêu 30 giây, và cái cần cẩu M2 nâng 1000 kg lên 6m trong 1 phút. Rồi so sánh thầy thôi, được chưa? So sánh thì tính nha thầy, đúng không? Tôi bảo là so sánh công suất thì tính nha, so sánh với thầy thôi, không vấn đề gì hết nhá. Là bạn so sánh với thầy nào, là ta có được là câu C3 này, được chưa? À, trong trường này họ không cho G là bao nhiêu, chỉ thầy lấy G10 đi. Lấy G10 nhá. Được chưa? 10m trên dây bình. Đấy, chuẩn đẹp. Các bạn xin được ngay thầy nào. Công suất B1, đúng không? Công suất B1. Được chưa? Của cần cẩu 1 đấy sẽ là bằng A1 này chia cho thời gian thực hiện là T1 này. Đúng chưa? Công này là công của gì nhỉ? Công của cần cẩu trong trường này thì nó phải cân bằng với công của công suất, công của gì nhỉ? Công của trọng lực, đúng không? Thì mới kéo vật lên được. Ok chưa? Vậy ta lấy thầy là công của trọng lực. Công của trọng lực nó chính là bằng Mg này, M1g, đúng không? Nhân với đường đi. Đường đi ở đây là đường cao ấy, là độ cao h ấy, đúng không? Là h1 này. Ok chưa? Trọng lực và đường đi đấy là nó có góc hợp với nhau là bằng 0 độ rồi. Thì nhân với thầy cốt 0 độ nó sẽ là bằng 1 đấy. Và chia thời gian là 30 giây. Chưa? Bấm máy thầy thôi. Bấm máy thầy nha. 800 nhân 10 nhân với 5. Ok, nhân với cốt 0 là 1 rồi. Chia cho 30 bằng có thể nào. Cái này là hình như 1000/3 sao ấy, thầy là 800 nhân 10 nhân 5 chia cho 30. 4000/3. Watt đúng không? Đấy, xấp xỉ thầy là 1333. Phải 3 watt. Đó. Ok chưa? Xong thằng B1 đúng không? Rồi thằng B2 nào. Tương tự với thầy thôi. A2 chia thời gian thực hiện là T2. A2 sẽ là bằng M2 nhân với G nhân với độ cao là H2. Đúng không? Và góc này vẫn là 0 độ, là vì trọng lực và đường đi là trong trường này nó cùng chiều với nhau rồi. Góc sẽ là 0 độ chia thời gian là T2. Các bạn thay số vào thầy. M2 là bao nhiêu? 1000 kg. G là 10. H2 là 6m. Ok chưa? Nhân với cốt 0 là 1. Đấy. Chia cho bao nhiêu? Thời gian là 1 phút mà đổi ra đơn vị chuẩn thì là đơn vị giây. Mình đang đưa về watt cơ mà, joule trên giây đúng không? Bấm thầy luôn.
nhân 10 nhân 6 chia 60. 1000W, đây là 1000W. Rồi, như vậy thằng nào lớn các bạn nhỉ? Thằng B B1 lớn hơn đúng không? B1 lớn hơn B2. Như vậy là công của gì nhỉ? Công của cần cẩu đúng không? Nó sẽ lớn hơn cần cẩu M1 lớn công của cần cẩu M7, M2 công suất nhá. Công suất của cần cẩu M1 lớn công suất cần cẩu M2, các bạn chỉ cần kết luận như vậy thầy là xong. Ok chưa? Đấy chính là câu C3 của chúng ta. Nha, rất nhẹ nhàng. Rồi, chúng ta chuyển sang thầy phần tiếp theo. Nào các bạn lưu ý thêm thầy một điểm nữa trước khi chúng ta sang phần bài tập, câu hỏi bài tập là cái khái niệm về công suất này, hãy nhớ thầy này, là người ta cũng sẽ mở rộng cho các trường hợp như là các nguồn phát năng lượng mà không phải là dạng sinh công cơ học. Ví dụ như lò nung, nhà máy điện đúng không? Đài phát sóng được chưa? Ví dụ đây các bạn này. Cái bảng này này đúng không? Ví dụ tên lửa có công suất là 7 × 10^10 W, tàu biển là 5 × 10^7 đúng không? Vân vân. Được chưa? Đấy, thì những cái trường hợp này là liên quan đến các nguồn phát năng lượng mà không phải là dạng công cơ học, các bạn nhớ nha. Ví dụ một số cái như là gì nhỉ? Đèn điện này đúng không? Máy thu thanh này, máy tính bỏ túi này. Ok chưa? Đấy. Đây là những cái hoặc là năng lượng nhiệt, nhà máy nhiệt điện đúng không? Ví dụ như là năng lượng nhiệt chắc là từ cái tàu hỏa chắc nó chạy bằng xăng dầu chuyển hóa thành nhiệt gì đấy đúng không? Tên lửa cũng được này, đúng chưa? Tàu biển cũng được, chạy bằng năng lượng hạt nhân chẳng hạn. Hoặc là một số các loại lớp tàu ngầm nhá, được chưa? Còn một tàu biển thông thường thì chắc là chạy bằng nhiên liệu dầu thì nó sẽ chuyển hóa từ năng lượng nhiệt chuyển hóa sang đúng không? Tóm lại, đó là những nguồn phát năng lượng, được chưa? Mà không phải là dạng công cơ học thì vẫn dùng với khái niệm công suất được, các bạn nhớ thầy. Ok. Nha. Và người ta cũng định nghĩa được công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian. Như vậy các bạn, cái quạt nhà các bạn nó ghi là 200W, ví dụ thế. Có nghĩa là trong một giây nó sẽ tiêu tốn năng lượng điện là bao nhiêu? Là 100J. Được chưa? Vì 100J chia cho một giây là ra 100W, các bạn nhớ nhá. Ok. Rồi, chúng ta kết thúc cho thầy cái bài học về công và công suất ở đây. Nó cũng rất là nhẹ nhàng đúng không? Các bạn chỉ cần hiểu thầy là tính tổng quát công cơ học đúng không? Trong trường hợp tổng quát là vector lực F nó hợp với vector độ rời một góc là alpha thì công A nó bằng F nhân S nhân cos alpha nhá. Nó là đại lượng vô hướng đúng không? Nó có thể là có giá trị âm, giá trị dương hoặc giá trị bằng không. Nếu là công mà âm đấy gọi là công cản, còn nếu công mà dương gọi là công phát động. Trong trường hợp nào các bạn tự hiểu góc alpha như thế nào rồi đúng không ạ? Công suất thì đo bằng công trong một đơn vị thời gian, như vậy là B bằng A chia T, đơn vị là watt, joule trên giây. Ok chưa? Nào, chúng ta cùng thầy sang luôn phần câu hỏi, phần bài tập. Thì cái phần này cũng giúp các bạn là gì nhỉ? Ôn tập lại lý thuyết thôi. Nên cái phần này thầy cũng sẽ chỉ nhanh cho các bạn cách trả lời để ôn tập lại lý thuyết. Nào, phát biểu định nghĩa về công này và đơn vị công này, nêu ý nghĩa công âm này. Các bạn được nghe nãy giờ rồi đúng không? Định nghĩa về công là khi vector lực F đúng không? Nó không đổi, nó tác dụng lên một vật nào đó đúng không? Và làm cho cái điểm đặt của nó dịch chuyển được một độ rời là S theo hướng của lực một góc là alpha thì nó thực hiện thì công mà thực hiện đó được gọi là công cơ học đúng không ạ? Và là tính bằng công thức là A bằng F nhân S nhân cos alpha nha, các bạn tự đưa lại thầy thôi. Thế này. Đây các bạn có thể ghi rõ thầy khái niệm về công rồi này. Được chưa? Đây. Đúng không? Thì công mà lực đấy sinh ra được chưa? Đó chính là phát biểu định nghĩa về công thôi nha. Và biểu thức của nó đây này. Nhớ thầy, đơn vị của nó là gì? Là joule. Đúng không? Là vì bằng Newton nhân với giây nhá. Được chưa? Ok. Newton thì mét, nhớ thầy. Ok chưa? Còn công âm có ý nghĩa gì? Công âm đấy thì cho các bạn biết được là công có lực cản thôi, công lực cản cản trở chuyển động thôi. Các bạn cái này các bạn xem trên cái trang web về rác của thầy nha, vì thầy đã ghi rất đầy đủ cho các bạn rồi. Các bạn xem lại thầy thôi. Ok chưa? Còn ý số 2, câu số 2 phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị ở công suất. Công suất thì là công mà vật thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Thế này, các bạn ghi luôn thầy. Ok chưa? Đơn vị đó là gì nhỉ? Joule trên giây chứ là watt. Nhớ nhá. Ok chưa? Và công suất cho ta biết điều gì nhỉ? Công suất cho ta biết điều gì các bạn? Từ cái định nghĩa bạn thấy ngay thầy là gì? Ý nghĩa công suất là gì? Là gì nhỉ? Là so sánh cái khả năng thực hiện công của các cái máy hoặc là của các vật nào đó trong cùng đơn vị thời gian. Nhớ thầy nha, ý nghĩa của nó. Chưa? Dùng để so sánh nhé. So sánh, nhớ thầy đấy. So sánh khả năng thực hiện công của các máy trong cùng một thời gian nhé. Các bạn muốn đánh giá được, ví dụ như là hai con ngựa kéo ấy, con ngựa kéo nào khỏe hơn ấy, thì phải đánh giá thầy gọi là trong một giây ấy, cái thằng lượng của thằng nào sinh ra là lớn hơn, tức là công suất thằng nào lớn hơn. Được chưa? Không phải đánh giá, không ai đánh giá dựa trên công cả, mà đánh giá là dựa trên công suất. Các bạn nên nhớ thầy, đó chính là ý nghĩa của công suất nha. Rồi, chúng ta cùng thầy chuyển sang các câu bài tập. Nào, câu số 3 của chúng ta nào. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị có công suất?
Ta dựa vào định nghĩa công thức bạn chia ngay đơn vị đúng không? Nào. Jun nhân dây, có phải các bạn? Jun chia dây mới đúng không? Vậy ngay rõ ràng câu A là câu sai rồi nhá, chọn ngay câu A luôn thôi. Ok chưa? Đấy. Còn đơn vị của công suất ấy, thì ngoài đơn vị ở watt này. Được chưa? Ví dụ như 1 watt này là bằng 1 Jun chia dây này. Đúng không? Ok chưa? Người ta còn dùng đơn vị gì ấy nhỉ? Ví dụ như là HP đúng không? HP. Đấy. Bạn nhớ nhá, ví dụ như 1 HP. Được chưa? Thì nó sẽ là bằng bao nhiêu? Ví dụ tự ở bao nhiêu? Pháp à? Pháp là 746W, ví dụ thế. Đây là bị mã lực nhá, mã lực. Đây là đơn vị đo công suất. Ok chưa? Thế còn cái Newton nhân với mét trên giây là cái gì? Thì các bạn lại nhớ thầy này. Các bạn thầy hiểu được ngay thầy cái này thôi. Là vì thấy là thầy là Jun đấy. Jun này. 1 watt đúng không? Thầy viết lại cho các bạn nhá, 1 watt. Thì bằng 1 Jun này chia cho giây, Jun nhá, Jun chia giây. Thế Jun là đơn vị của công đúng không? Công ấy thì đơn vị là Jun lại là Newton nhân mét. Đúng chưa? Bạn chia giây thì không phải là bằng 1 Newton nhân đến mét chia giây à? Đúng không? Thì đơn vị này là cũng là đơn vị đo công suất thôi. Còn Jun nhân giây là sai rồi, thì đương nhiên là câu số 3 này của các bạn này, bạn chọn ngay thầy là A, A là sai đúng không? Ok chưa? Nha. Rồi. Ta sang thầy câu số 4. Công có thể biểu thị bằng tích của nào? A là gì đây? Năng lượng và khoảng thời gian. À, công là tích của lực với đường đi, nó làm gì có chuyện là năng lượng với khoảng thời gian, vậy A sai đúng không? Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian. Khoảng thời gian thì không cần đâu nhá. Chúng ta chỉ cần lực và quãng đường đi được thôi, chọn ngay C thầy. Vậy câu số 4 này chọn C, không phải nói nhiều ở đâu. Cái này là đơn giản cho các bạn lắm rồi, định nghĩa về công rồi đúng không? Vậy câu 4. Chọn C thầy. Được chưa? Là vì công A đúng không? Nó bằng F đúng không? Nhân với S đúng không? Nhân với cos alpha. Đấy. Thì chỉ cần lực và đường đi thôi. Các bạn nhớ thầy nhá. Chứ không cần đến thời gian đâu. Nên nhiều bạn lại chọn cái thời gian là các bạn nhầm sang công suất rồi. Là vì trừ khi họ hỏi là công suất thì mới cần đến cái đấy thôi. Còn trong trường này nó hỏi công thì các bạn chỉ cần nhớ thầy là có thể được biểu thị bằng tích của lực nhân với đường đi. Trong trường hợp nếu bạn chọn thầy alpha bằng 0 độ. Ok chưa? Thì cos alpha bằng 1. Thì bạn dùng được ngay thầy, nó chính là bằng tích của lực nhân với đường đi được nhá. Ok. Câu số 5 nào. Một lực ép không đổi liên tục đúng không? Kéo một vật chuyển động với vận tốc là v theo phương của lực ép thì công suất của lực ép tính như thế nào? Thì để làm được cái này phải tính công trước các thầy. Vì lực là lực không đổi rồi, đúng không? Lực không đổi. Vậy bạn có được ngay thầy luôn này. Là câu số 5 này chúng ta làm nhẹ nhàng thôi, câu số 5 nhé. Là điểm đặt của lực ấy nó di chuyển được một đoạn. Ví dụ đây. Các bạn có một cái lực ép đúng không? Là bắt đầu là ở M này. Ok chưa? Ví dụ làm cho cái vật của thầy này. Tác dụng một lực ép không đổi này. Thì chuyển từ M sang N đúng không? M sang N này. Như vậy là cái vector lực đúng không? Tức là cái điểm đặt của lực ấy, của vector lực này nó rời được một đoạn là MN đi. Cho đơn giản nhá. Ok chưa? Và độ rời này thì gọi là delta S đi. Trong khoảng thời gian tương ứng là delta T. Ok chưa? Và sẽ có được ngay thầy là công suất luôn đúng không? Công suất luôn này là B đúng không? B nó sẽ là bằng công lượng công thực hiện được trong cái quãng đường delta S thì gọi delta A chia cho khoảng thời gian delta T. Mà về lực không đổi đấy thì nó sẽ là bằng công bằng lực nhân với độ rời trong khoảng thời gian đấy là delta S chia cho delta T. Thì delta S chia delta T chính là vận tốc V các bạn nhỉ? Đúng không? Vậy chính là bằng S nhân với V chưa? Đấy. Ok chưa? Nhá. Như vậy nếu trong trường hợp mà delta T rất bé, rất nhỏ. Nếu tính cái này là V trung bình thôi. Ok chưa? Vì quãng đường chia thời gian mà. Còn nếu thời gian mà rất nhỏ đấy thì nó sẽ thành cái V trung bình này, nó sẽ thành tốc độ tức thời. Cho thì cái này nó gọi là tốc độ tức thời. Nhớ thầy nhớ là tốc độ tức thời. Ok chưa? Tốc độ tức thời nhá. Đấy và từ đó bạn suy được ngay thầy là công suất tức thời. Giờ ta công suất tại một thời điểm nào đó ấy, được chưa? Người ta hay ký hiệu là công suất tức thời nhá. Thì các bạn người ta hay ký hiệu cũng là B thôi, các bạn tự hiểu. Thông thường họ ký hiệu B nhỏ, sau này các bạn sẽ hiểu hơn. Còn bây giờ ta cứ nhớ thầy là khi thời gian rất bé thì công này này thành công suất tức thời thì chính là bằng lực nhân với vận tốc tại thời điểm đó luôn. Nhân với V
nhá, V. Đấy, nhớ thầy. Vậy bác chọn ngay thầy đáp án nào nhỉ? Câu này cho chọn ngay thầy chọn B đúng không? Chọn B. Được chưa? Chọn B thầy. Ok chưa? Đây chính là câu câu số 5 của các bạn nhé. Đấy, trình bày là phải như vậy. Còn làm trắc nghiệm các bạn hiểu ngay thầy là khi cho vận tốc được chưa? Và lực không đổi, vận lực không đổi đấy mà nó kéo cho vật chuyển động vận tốc là V tại thời điểm T nào đó thì đương nhiên là gì? Công suất của lực tức thời. Công suất tức thời đấy, được chưa? Nó chính là bằng lực nhân với vector vận tốc V nhá. Còn giá trị đấy thì bằng tích vô hướng của F nhân với V. Ok chưa? Nhận F với V là cùng phương cùng chiều nhau rồi thì bằng F nhân V thôi. Rồi. Các bạn cùng thầy sang câu số mấy nhá? Câu số 6 luôn nào. Câu số 6. Một người kéo một cái hòm khối gỗ, hòm gỗ đúng không? Có khối lượng là 80 kg. Rồi. Trượt trên sàn nhà bằng một gì nhỉ? Bằng một cái dây có phương nằm ngang hợp với một góc. À phương hợp với góc ngang là 30 độ. Vẽ ngay hình thầy luôn. Câu số 6 các bạn. Này. Khối gỗ ấy này. Ok chưa? Nó kéo một lực ép theo phương ngang góc 30 độ gì? Đây. Đây là vector lực ép của các bạn. Ok chưa? Góc này bạn cho thầy là alpha này bằng 30 độ. Đấy. Ok chưa? Và lực kéo này là 150 tơn, 50 newton luôn. Ok. Bây giờ tính công khi nó thực hiện được một đoạn đường S là bằng 20 mét. Ok chưa? Và tính công A. Công A này là công A của lực ép nhá. Nhớ thầy A của lực ép đấy, không phải A lực gì đâu. Đấy. Được chưa? Nào bây giờ làm bài này cũng gì? Áp dụng ngay công thức đúng không? Vừa học xong. Được chưa? Nào. Như vậy ta có được ngay là công A, người ta hỏi là công A của lực F. Trả lời luôn thầy. A lực F bằng gì? Tích vô hướng của lực F và vector đường đi đúng không? Thì là bằng độ lớn của lực F nhân với độ lớn của đường đi nhân với cốt của góc hợp bởi giữa vector lực và vector đường đi. Ok chưa? Thay vào thôi. Đúng không? Lực bài cho là 150 Newton. Đấy. Đường đi là 20 mét đơn vị chuẩn rồi. Cốt này là cốt 30 độ là bằng căn 3 trên 2. Bấm máy thầy luôn. Đúng không? Căn 3 trên 2 thì các bạn rút gọn đi này, căn 3 trên 2 với 20 là còn 10 căn 3. Nhân luôn thầy đi nhá. 150 nhân với 20 nhân với cốt 30 độ. Được chưa? Thì nó sẽ ra là xấp xỉ là bằng 2598, được chưa? Xấp xỉ 2598,08 Newton. Đấy gần đúng đến hai chữ số cho các bạn chắc luôn. À Joule thầy nhầm. Công mà, công là Joule. Ok chưa? Đấy. Đó thế là xong. Cái bài này không có gì khó cả đúng không? Thế vậy cái khối lượng kia là cho thừa. Thật ra là sau này người ta mà hỏi đến lực ma sát, công lực ma sát đấy thì phải dùng đến khối lượng ấy nhá. Được chưa? Để chúng làm để cho những bài toán phức tạp hơn. Còn bài này nó chỉ hỏi các bạn là công của lực đúng không? Lực kéo ấy, lực kéo của sợi dây này đúng không? Để cho cái hòm này nó trượt đi đoạn đường là 20 mét. Nhớ thầy nha. Rồi. Bây giờ ta cùng thầy sang câu số mấy nhỉ? Câu số 7 đúng không? Câu số 7. Một động cơ điện cung cấp một công suất là 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên độ cao là 30 m, lấy g bằng 10, tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó. Như vậy lại cho công suất đúng không? Tính ngược lại ra thời gian. Được chưa? Thì các bạn sẽ tính ngay thầy công trước nào. Tính công trước đi đã. Câu số 7. Là gì nhỉ? Công mà cần cẩu thực hiện đúng không? Công mà cần cẩu thực hiện này, công thầy phải tắt nhá, cần cẩu này thực hiện. Ok chưa? Đúng không? Để nâng vật lên bao nhiêu? Nâng vật lên cao. Một đoạn đường cao ấy, cao đây là S đúng không? S này là bằng H. Được chưa? Bằng 30 mét. Đấy. Áp dụng ngay thầy. A. Lực nâng đúng không? Nhân với vector đường đi nhân với cốt của góc xen giữa của hai vector lực và vector S. Bây giờ lực đây chính là gì nhỉ? Là trọng lực thôi, đúng không? Lực nâng này bằng trọng lực của vật. Nhớ thầy nha. Trọng lực của vật là M nhân G. Được chưa? Còn đường đi đấy thì chính là bằng H. Ok chưa? Hai cái này nó hợp nhau góc 0 độ nhân với cốt 0 thầy thôi. Được chưa? Nhân với cốt 0 độ. Được chưa? Đấy. Thay số vào thầy. M là 1000. G lấy bằng 10. H bằng 30, cốt 0 bằng 1.
bấm thầy, được chưa? Thì cái này nó sẽ ra là bao nhiêu nhỉ? 1, 5, 4 con số 0 đúng không? Vậy là 3 nhân đến 10 mũ 4 joule. 4 đến 5 không? Để xem nào. 5, 5 nhé. 3 con 0 với 2 con 0 là 5. 10 mũ 5 joule nha. Ok, rồi. Các bạn lưu ý thầy nhá, nhiều bạn lại không biết tại sao F bằng 10 nhân G. Đã đến nâng được ấy thì cái lực nâng này phải bằng trọng lực của vật nâng. Chứ không phải là các bạn nâng một lực yếu hơn trọng lực làm sao nâng lên được. Ok chưa? Và lưu ý bài này đáng lý cho là nâng đều nữa kia, nâng đều nữa kia thì ta mới có được là lực nâng nó chính xác là bằng M nhân G nhá. Đấy, lưu ý thầy. Ok chưa? Rồi bây giờ tính thời gian cho công suất rồi các bạn nhỉ. Đây. Ta có thời gian nâng này là T. Đúng không? Nó sẽ là bằng A chia B thôi. Là vì B bằng A chia T mà. Phải thay vào thầy thôi. 3 nhân 10 mũ 5 chia cho B ở đây là 15 kW, các bạn nhớ đổi sang watt, như vậy là 15 nhân với 10 mũ 3. Đấy, tính ra thầy là chỗ này là bao nhiêu nhỉ? 3 15 là 2 là 20 giây. Và 20 giây. Ok chưa? Vậy đây chính là thời gian tối thiểu để thực hiện công nha. Các bạn viết lời giải vào thầy, còn đây thầy cho công thức các bạn lắp số luôn thôi. Như vậy bài về công suất ở mức độ chương trình cơ bản nó không quá khó đúng không? Được chưa? Các bạn phải nắm được cái nền tảng của thầy thì sau này phát triển được những bài tập khó hơn. Ok, như vậy ta kết thúc cho thầy cái bài tập về công và công suất nha. Ok chưa? Các bạn sẽ đọc thêm thầy ở cái bài liên quan đến hộp số xe, hộp số ô tô ấy, xe máy đấy. Em có thể em chưa biết, các bạn sẽ hiểu được ngay. Đây là công suất đây này. Đã thầy chứng minh cho các bạn rồi. Đây là công suất tức thời. Được chưa? Đúng không? Khi vật có vận tốc là V ở thời điểm nào đó thì ta có công suất lúc đó là bằng lực của động cơ nhân với vector nhân với vận tốc V nha. Như vậy là gì? Cùng một công suất đúng không? Lực mà tăng thì vận tốc lại giảm. Đúng chưa? Lực mà giảm vận tốc lại tăng. Ok chưa? Đấy. Và đây cũng chính là cái nguyên lý mà cái hộp số ô tô nó thực hiện theo, các bạn nhớ nhá. Cái hộp số này là cái hộp mà giúp các bạn điều chỉnh được cái vận tốc V tăng hay giảm, được thực hiện bằng một thiết bị gọi là hộp số ấy. Ok chưa? Tức là nó sử dụng cái bánh xe chuyển động có bán kính to nhỏ khác nhau nha. Đấy, ví dụ như các bạn là gì nhỉ? Muốn đi lên dốc thì vận tốc nó sẽ giảm, thì lực phải làm cho nó lớn lên. Ok chưa? Đấy. Còn các bạn mà đang đi bình thường xuống dốc các bạn, thì các bạn lại cho cái lực này này. Đúng không? Nó sao nhỉ? Nó nhỏ thôi, được chưa? Thì vận tốc nó V phải tăng rồi. Vậy là cái lực động cơ sinh ra sẽ nó không cần phải sinh lớn, nó chỉ cần nhỏ thôi là ô tô trượt xuống thoải mái. Lưu ý thầy nha. Ok. Rồi, các bạn tiếp tục cùng thầy sang nội dung bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.